Hai bạn trẻ nè, có ai chơi Liên Quân không? Dạ có, em có chơi. Bắn búp kìa, búp về bắn với anh được nè, anh cũng bắn búp à. Nè, Vinh ơi, của người ta không phải của mình, Vinh ơi. Anh Mát là ai vậy? Không phải anh ruột đúng không em? Anh trai mưa hả? Dạ không. Họ hàng hả? Vậy vậy em gọi cho anh nghe ha. Có ý định của tôi không? Trời, nghĩ sao mày không với ai mà của mày. Dạ em đi xem phim một mình ạ. Hỏi thương không? Sau chương trình này thì anh có thể dắt em đi ăn bún bò. Xong rồi mới dắt em đi xem phim. Hay bưng cái bún bò vô mình coi phim. Vinh, em á, chị là gửi tới giờ thì em già lắm rồi. Bây giờ em rất là kinh tế, em rất là thời cuộc, em không còn lãng mạn nữa. Chứ ai bê tuấn bò giúp. Một tuần thì thường là Tiến sẽ gọi về 1 đến 2 lần cho mẹ. Gọi tâm sự hay là gọi để xin tiền? Thường thường thì cuối tháng mà gọi là mẹ không bắt máy, thoải mái luôn. Hồi đầu thì cũng có hay nhắn tin lắm. Nhưng mà một thời gian sau thì block luôn. Unfriend luôn hả? Có chim nhiều quá. Chim nhiều quá. Bây giờ mình gọi về nhà xin tiền mẹ mua quà bạn gái nè. Nhớ xin tiền nha. Cuối tuần này á thì con có đi sinh nhật bạn gái con á. Mẹ cho con xin triệu đi. Để con mua quà cho bạn gái nhé mẹ. Thì... Bác ơi, con là bác, con là bạn gái mới quen của anh Tinh không? Nguyên tính á. Để cái chị về con chơi nha. Mẹ ngủ sớm đi nhá, muộn rồi đấy. Dạ, mẹ nhớ ngủ sớm nha mẹ. Ôi. Mẹ ơi, mẹ nhớ chuyển tiền cho ảnh mua quà cho con nha mẹ. Dạ rồi, con chào mẹ. Mai mày chuyển 10 triệu luôn chứ không phải 1 triệu. Mai chuyển 10 triệu cho chị 9 triệu nha Tính. Hay là giờ em gọi lại cho chị báo là mẹ ơi con có bầu luôn rồi. Mẹ ơi con có bầu luôn rồi. Mẹ ơi con có bầu luôn rồi. Không lần được 100. Giờ sắp tới sinh nhật của bạn gái rồi. Cho con xin cỡ như là 30 triệu thôi, mua chiếc xe máy. Trời. 30 triệu. Mày có điên không vậy? Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.